Xin chào các bạn đã trở lại với kênh. Đây là một cái cảnh vô cùng độc lạ nha, rất là kỳ lạ luôn, là chuyện chuyện lạ luôn á, lần đầu tiên mới thấy á. Nó là một anh chồng vì giận vợ mà lái xe vào trong nghĩa trang rồi đốt xe luôn. Đây là một chiếc xe ô tô bán tải. Nè, cháy không còn gì luôn nè. Đó. Cái bánh xe là không còn gì luôn nè, còn cái xương không nè. Chuyện xảy ra là vào lúc 11 giờ đêm ngày 21 tháng 12. Thì anh chồng do giận vợ. Do giận vợ nên nên chạy xe vào nghĩa trang đốt xe, đây dạng xe bán tải. Thường là những người chạy xe bán tải là dân kinh doanh, thường hay chở hàng hóa nhiều mới sử dụng xe bán tải. Đây là xe mới, xe cũng đăng mới đăng ký, xe là 5 số nè, biển số Bình Dương. Cái xe đậu ven đường. Trước giờ chỉ thấy cảnh là vợ chồng giận nhau là chỉ ném ly, ném chén, ném dĩa, cùng lắm là đập cái tivi thôi. Lần này anh này anh chơi lớn, anh đem nguyên chiếc xe bán tải, là gọi là niềm mơ ước của biết bao nhiêu người luôn á, là gia tài của một của rất là nhiều người luôn. Niềm mơ ước của biết bao nhiêu người. Anh đem xe ra giữa nghĩa trang anh đốt. Không còn gì luôn. Đây. Kính mà quéo luôn nè, kính nó nóng quéo luôn. Rồi mấy cháy nguyên cái đám cỏ ở sát bên lề đường luôn nè. Nha, những ngôi mộ kế bên cỏ cháy xém đen luôn. 43006. 9 nút, đúng rồi, biển số đẹp. Biển số này là đầu số 4 của ô tô là đầu số mới đăng ký cuối năm 2019 cả nhà. Mình nắm được. Chiếc xe này hiệu Mazda. Xe đúng đời mới. Đây là hiệu Mazda. Trị giá nó hồi nãy chút. Xe cháy là không còn gì luôn á. Nói chung là chỉ còn lại những phần kim loại thôi. Gọi là xe là cháy trơ xương luôn. Chỉ những phần nào kim loại không cháy được thì còn lại thôi. Chứ những phần như là da nè, rồi cao su, gỗ ván, gỗ trên đây là không còn gì.